này rồi có hai con Yoyo 1A full kim loại không nhả dây cục dòng platinum 5, con này là 676101, con này là 676102, xanh lá nó còn màu xanh dương và màu tím rồi chúng ta nói sao đi, dây thì chuẩn bị đã vô sẵn rồi, con này thì full kim loại chơi cực ngon rồi các bạn ha. Gửi về Huế đi đâu thì xin thưa với các bạn là không có tiết lộ được, bởi vì Đà Nẵng xin lỗi, rồi Huế với Đà Nẵng ghé nhau mà chú Phi lại nhớ về Huế nhiều hơn, nó chơi vui thôi. Đà Nẵng là một thành phố lớn trực thuộc trung ương nha các bạn nhé. Rồi bây giờ thì chú Phi quăng ra để test ở đây, nó là 1A không nhạy cho nên các bạn có phải lên dây bằng cách này hoặc bằng cách này hoặc bằng cách này, nhưng mà nó hơi khó không làm đó các bạn thấy không, con làm cành đào chưa. Vậy thì chú Phi sẽ xin một cái đoạn cận cảnh cho bạn thấy rằng là hàng chú Phi test như thế nào. Về cơ bản khi nhận hàng các bạn chỉ việc nhận về chơi thôi, mọi thứ về test tiết rồi chúng tôi đã làm hết rồi. Nó có một cái nút push start truyền thống nên đi các bạn lật lên để các bạn chơi những chiêu DNA mà không cần xuất vô ngang. Xuất vô ngang nó sẽ phức tạp bởi vì dây nó bị hở ra là có thể nó văng con vô, cho nên các bạn phải cân đối những cái câu chuyện đó. Đây có push start đã chưa, rồi sau khi xong xuôi thì chúng tôi sẽ cho nó vào và đóng hộp nó lại nha các bạn nhé, đóng hộp nó lại. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển qua làm con Demon màu xanh lá. Demon màu xanh lá là những cái tấm hình mà các bạn đang xem trên các cái sàn á, là hình đó chú chụp ở Bến Tre nha, chú mang về Bến Tre và chú đem theo máy chụp hình về dưới để chú chụp và chụp quanh những cái cây gỗ nó rất là đẹp, và kể cả con xanh dương cũng chụp từ ở dưới đó luôn. Đợt đó chú về thì chú chụp hình như 3-4 con gì đó, một là con xanh lá, hai là con xanh dương, ba là con băng thần kiếm, con mảng xà linh thần có chụp không ta, đợt đó không biết có đem về hay không, nhưng mà đợt đó chú còn hình của ba con, nhưng mà con xanh dương nó không biết tại sao còn có hai cái hình nè. Rồi bây giờ thì chú sẽ ở Sài Gòn thì phải 2-3 hôm là nhận được đúng rồi. Rồi bây giờ thì chú sẽ tiếp tục test tới con này. Con này thì mới về lại thôi các bạn, mới về lại ngày hôm qua. Hôm qua hả tôi đây? Hôm qua. Đúng rồi, ngày hôm qua. Rồi đây các bạn, Demon xanh lá. Demon xanh lá và Demon xanh dương có cùng thông số nha các bạn. Ngày xưa giờ chúng ta nghĩ nó khác nhau nhưng không phải, là nó có cùng thông số nha. Và thông số nó có thể được đọc như sau: đường kính ngang của cái vòng tròn này là 58.5mm, chiều cao của Yoyo nếu lật ngang đó là chiều ngang của Yoyo, ngang nếu là chiều ngang, cao sẽ là dựng đứng dày là cao, là 44mm, và trọng lượng của nó là sẽ là 69g. Nó thuộc một con không nặng mà cũng không nhẹ, ở tiếp bình quân bình trung bình thôi, có những con lên 70-72g, có những con nằm ở khoảng 50-60g. Không biết rằng là Oni với Cường chơi những con nặng nhất của tụi con là bao nhiêu gram ta, con càng nặng thì nó sẽ không phù hợp với lại những cái con 3A phải không? Nội dung 3A thì nó xài những cái con tương đối nhẹ hơn một chút xíu. Và ở đây chú Phi mượn một cái ánh sáng như thế này để chúng tôi soi nó một vòng nhé, soi nó một vòng. Nó có những cái bụi, nó bụi như gọi là cái bụi của sản xuất đó các bạn. Trong cái quá trình nó nằm kho nó cũng có những cái bụi riêng của nó. Chúng ta nè, cái màu cái ánh xanh của nó, nhưng cái màu ở phía dưới này các bạn nó thấy khác xanh không? Không phải đâu, do cái ánh sáng á. Các bạn cứ xoay nó đi các bạn sẽ thấy. Các bạn cứ che tay lại các bạn sẽ thấy nó xanh khác nè. Lấy ra nó sẽ xanh khác nè. Thấy không? Nè, cái ánh sáng xanh chỗ này nó khác nè. Nó có một cái sự phản xạ về ánh sáng với cái ánh xanh này, nó rất là đẹp các bạn. Cái điều đó là cái điều mà đặc biệt của nó đó. Không phải là đơn giản đâu nha. 69g là con nặng nhất của con này ha con. Đó. 69g là con nặng nhất nha. Con Demon tím nó nhẹ hơn chút xíu nha. Demon tím nó nhẹ hơn chút xíu, nhưng khi gắn hai hút tát vào thì nó sẽ nặng hơn. Rồi, còn ở đây thì chú Phi sẽ dành một chút xíu nha. Dành một chút xíu thời gian để chú Phi test nó. Ban đầu nó sẽ bị tuột dây. Bởi vì sao thấy không? Cái thứ nhất, cái dây của chú Phi nó hơi mềm nè, nó tuột nè các bạn thấy không? Cái tình trạng tuột dây là chúng nói hôm qua đó. Nhưng khi các bạn vô dây theo cái kiểu mà nó tự hút lên như vậy rồi thì hết ha, hết. Cho nên những cái cú quăng bình thường ban đầu á, những cái cú quăng ban đầu các bạn hãy để cho mình quăng thoải mái chút xíu đang chi để vô nó bung ra được một cách đều đặn. Cái thứ hai nữa, dây nó vô được một cách đều đặn hơn. Và đối với những cái cú mà chú test cái độ rung của vô chưa bao giờ chú test là cú quăng đầu hết á, mà đa phần là chú sẽ quăng ở những cú quăng số 2, số 3 để chi dây nó vô đều hơn. Và lúc đó vô thì nó bung ra thêm một cái lực của nó bung ra nó sẽ đều về mặt trọng lượng hơn. Và lúc đó nó sẽ đầm hơn về cái điểm chuẩn ở đây nè, cái phương ngang của nó sẽ cân hơn nè, đẹp không? Vậy thôi chứ còn chờ gì nữa giờ ha. 65.92g. Rồi xong, đơn giản vậy thôi các bạn. Cái này thì không gắn hút sát được nha các bạn nhé. Hôm trước chúng ta đã thử qua một lần rồi, cái nút tròn này nó không gắn hút sát được, nhưng nó có khả năng chơi được trên đầu ngón tay nếu các bạn đủ giỏi nha, nếu các bạn đủ giỏi. Rồi tới đây thì chú Phi sẽ đóng hàng lại thôi, ngon lành cành đào rồi còn gì nữa, phải chờ gì nữa đi ha. À, tới đây thì chú Phi cũng đã xong hết cái câu chuyện của mình, cái phiên bản sáng nay rồi chú ông ạ. Chắc xác nhận làm luôn đi, có hai đơn của từ nhà các chú ông. Chú Phi có yêu cầu là cô Phi xác nhận làm luôn. Để chú Nai Giang làm không? Chú Nai Giang làm, chú Phi với cô Thư sẽ về bên nhà nghỉ ngơi chút xíu, rồi chiều chú Phi cô Thư sẽ trở về bên này. Trong lúc chú Phi đi trước Nam thì cô Thư sẽ coi cửa hàng. Tối nay chú Phi có đi đánh cầu lông, các bạn có muốn xem những cái đoạn clip ngắn ở trên sân cầu không? Sư tử xong đấu còn không chú hết rồi con, sư tử xong đấu chú hết rồi, chú chỉ còn hàng mẫu thôi. Ha, rồi đây là cái bộ sản phẩm của bạn và bộ quà tặng. Trời ơi, mua hai con một quà tặng đây nè. Quá.